Chiều ngày 10 tháng 10, công an thành phố Thuận An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường trong khu đất trống có một bộ xương người được người dân phát hiện. Theo đó, sáng cùng ngày, một người dân đi cắt cỏ ở bãi đất trống khu vực kênh Suối Cát, ven quốc lộ 13, thuộc phường An Thạnh, thành phố Thuận An, giáp ranh với thành phố Thủ Dầu Một thì phát hiện một bộ xương người nên đến công an trình báo. Nhận thông tin, công an có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường. Ghi nhận ban đầu, nạn nhân nghi là nam giới, đã chết khoảng từ 15 đến 20 ngày. Thi thể đã phân hủy chỉ còn xương, quần áo trên người đã bị cháy hết. Trên người không có giấy tờ tùy thân, trên tay có đeo một chiếc nhẫn cưới, ghi thông tin một tiệm vàng tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An. Tới 14 giờ chiều cùng ngày, bộ xương được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Hiện công an đang xác minh danh tính của nạn nhân cũng như điều tra làm rõ vụ việc.